Những nghịch cảnh diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của đời người thật trớ trêu và nhiều mâu thuẫn. Những đứa bé sớm mồ côi cha, không có cha thì khát khao, ao ước có được tình cha, mơ ước được sống lại những ngày bên cha thuở ấu thơ. Còn những người con đang sống trong diễm phước có cha bên cạnh lại coi thường tình cha. Thậm chí có những người con còn hất hủi, nặng lời, khinh miệt cha. Để rồi đến ngày người cha từ biệt cõi đời, vĩnh viễn ra đi, lúc đó mới ân hận, đau xót đến tột độ, mới nuối tiếc. Nhưng tất cả đều đã muộn màng, phải thốt lên. Cúi đầu thắp một nén nhang, cha ra đi quá vội vàng, cha ơi! Làm sao con có thể gặp lại cha, đáp đền ơn cha được? Mất cha là mất tất cả, cha ơi. Vĩnh biệt cha, chúng con nguyện xin Thiên Chúa rủ thương đón đưa cha về cùng Ngài, hưởng nguồn phúc vinh trên nước trời ngàn đời. Đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ, biết bao nguôi. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn, dưỡng dụng con cái biết theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn, dưỡng dụng con đạo lành. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ, biết bao nguôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha.
ơn cha như thái sơn cao vời. Con biết sao đền bồi, cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Thưa quý vị, các bạn trẻ thân mến, qua cuốn băng tình cha, hy vọng phần nào quý vị, các bạn đã nhận ra công ơn, tấm lòng, tình thương yêu của người cha dành cho những người con thật lớn lao, bao la, hải hà. Trọn một đời đã sống cho con, vì con, thầm lặng, kín đáo. Sâu thẳm hơn lòng đại dương bao la bát ngát, để biết ơn và báo đền. Mời quý vị, các bạn tiếp tục đón nghe những cuốn băng Tình Thầy Trò, Tình Vợ, Tình Chồng, Thảo Hiếu Mẹ Cha.